Xin chào mọi người, thì em vừa mới dọn xong được một cây đàn nhạc cũ. Cái này tên là Moralex. Để em cho xem cái logo bên trong. Chung về ngoại hình thì con này cũng có xuất sắc, chứ không thể nào mà hoàn hảo được đàn cũ mà. Nhưng mà nhìn chung là ổn. Tất cả đi theo với nó đều là đồ riêng hết, ví dụ khó là chưa thay này, khó con này có ti chỉnh nằm bên trên nha, mi dán chấp trước đi cùng đó. Con ngựa này hơi đặc biệt này, nè ti chỉnh mà không cần phải lấy ra mà thay, muốn tăng lên hạ xuống thì nó có hai con ốc ở đây dặn thôi. Còn đây là ngoại hình của nó, hình của body. Chung là mọi thứ ổn định. Bây giờ mình thử thử âm thanh nha. Con này mình đang bán với giá là 2,3 triệu tiền bao da phím cabo nữa. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ mình ở số điện thoại 0982 849085 hoặc địa chỉ 236B thì mình thay Quy Nhơn nha.